Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Obama đã tới Ba Lan, điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du 3 ngày tới châu Âu. Tại một cuộc họp ở Warsaw với Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, Tổng thống Obama kêu gọi Nga ngăn dòng quân ly khai mà ông nói đang gây bất ổn phía đông Ukraine. Tổng thống Obama cũng cho biết ông không tin Ukraine bắt buộc phải chọn giữa việc có quan hệ tốt với châu Âu hay với Nga. Trong một buổi lễ hôm thứ Hai, quân đội Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát một căn cứ không quân tại Manas ở Kyrgyzstan cho chính phủ Kyrgyzstan. Căn cứ này phục vụ như một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ tại Afghanistan trong hơn 10 năm. Công ty máy tính Apple đã bắt đầu hội nghị phát triển hàng năm trên toàn thế giới với loan báo về hai hệ điều hành mới là iOS 8 cho iPhone và hệ điều hành X Yosemite cho máy tính để bàn. Apple cho biết hệ thống mới sẽ cải thiện trải nghiệm của người sử dụng trong môi trường truyền thông xã hội. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.